trước đây hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, thì mình và công ty cổ phần công nghiệp Hồng Hải là chưa có một cái mối quan hệ tín dụng với bất kể một ngân hàng nào. Chủ yếu là mình huy động vốn ở người thân, anh em bạn bè, và nó nhiều khi nó bất tiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bên mình. Còn cái trải nghiệm của mình về cái sản phẩm vay VP Bank SME khoản tín dụng này, nó là một cái gói sản phẩm rất là ưu việt vì cái thời gian phê duyệt tương đối là nhanh. Thì thứ hai là hồ sơ yêu cầu đơn giản, đáp ứng được những yêu cầu về vốn để cho kế hoạch kinh doanh của mình nhập được hàng, nhập được vật tư, hoàn thiện những công trình đang còn dang dở.